Xin chào các bác và các anh em nhé. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2018, ở bên trung tâm vừa nhập được một lô loa tay có tên là Audio Flan. Đây là một dòng loa bãi xịn chi la. Và các anh em trên màn hình nhỏ các anh em đã được thấy bên trung tâm đã mới nhập được một lô loa bãi cực kỳ chất lượng bằng dòng loa Audio Flan hàng bãi xịn Chila, được sử dụng một chiếc loa bass 20. Vâng, đây là một dòng loa tay được sử dụng một chiếc loa bass 20 và 6 chiếc loa check. Vâng, các bác và các anh em đã được thấy trên màn hình nhỏ. Vâng, vừa nhập về được khoảng chục cặp và trung tâm thông báo đến toàn thể các bác và các anh em ngay. Vâng, với những dòng loa này thì trung tâm cũng xin thông báo là nó có giá là trên 2 triệu đồng. Vâng, rất dễ để cho các bác và các anh em phối ghép với những một bộ dàn karaoke gia đình. Vâng, để tăng thêm phần lời và chất âm rất là hay. Vâng, chất âm của dòng loa bãi xịn Chila Audio Flan. Vâng, một chiếc loa bass 20 và 6 chiếc loa check. Vâng, với một lô trước bên trung tâm đã bán hết cho các anh em. Và lô này, vâng, hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2018, trung tâm lại nhập tiếp được một lô nữa. Vâng, và đây là một cặp mà trung tâm đã tháo mở ra và để kiểm tra. Đây là trung tâm vừa nhập về, vẫn vứt ngổn ngang ngoài cửa, chưa có thời gian để chuyển vào trong gian hàng. Còn đây là một cặp loa mà trung tâm tháo ra để kiểm tra. Tiện trung tâm tháo ra thì cũng cho các anh em, cho các bác và các anh em được thấy trên màn hình nhỏ. Em đầy đủ audio và lan, em rất là rõ ràng. 500W, trở kháng 8 ohm. Và cái dòng loa audio và lan này phải nói là chất âm nó rất là hay. Còn những con ốc bên trung tâm vừa tháo ra, vừa về trung tâm chưa kịp lau chùi, xếp bóc hộp và xếp ra để thông báo cho các bác và các anh em trên khắp mọi miền tổ quốc thân yêu. Với những cặp loa này thì nó sẽ được đi trên khắp lẻo đường trên mọi miền tổ quốc thân yêu để phục vụ các bác và các anh em đam mê âm thanh karaoke. Đây là những cặp loa mà trung tâm không tháo e căng. Và đây là những cặp loa còn nguyên chưa tháo. Và đây là những cặp mà trung tâm tháo ra để cho các bác và các anh em được nhìn thấy trên màn hình nhỏ. Audio Flan hàng bãi xịn còn zin nguyên 100%. Vâng, bên trung tâm cũng thông báo đến các bác và các anh em có giá trên 2 triệu đồng. Vâng, trên 2 triệu đồng. Vâng, cực kỳ chất lượng, chất âm rất là hay. Tiếng rất là sáng chắc. Vâng, toàn thể các bác và các anh em trên khắp mọi miền tổ quốc có nhu cầu, vâng, xin hãy liên hệ cho Hoàng Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Trung tâm điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Và địa chỉ điện tử Tắm Hoa, Thị Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2018, tức ngày mùng 7
tháng 8 năm 2018 âm lịch. Và trên khắp lẻo đường gần trung tâm điện tử Tám Hoa vào những kỳ này thì ngày hội đền Hùng, đền Quân Sơn Kiếp Bạc, và đền Trần Hưng Đạo và đền Nguyễn Trãi rất là đông. Trung tâm điện tử Tám Hoa nằm sát với đền Trần Hưng Đạo và đền Nguyễn Trãi. Và đây là những cặp loa cực kỳ chất lượng, và các bác anh em rất dễ phối ghép với những bộ dàn hát karaoke, tăng thêm phần lời cực kỳ chất lượng. Ở những hàng, bởi vì những hàng bãi này thì không phải là lúc nào cũng có các bác anh em nhé. Có khi là cũng có khi là chỉ một vài ngày sau cũng có, mà cũng có khi có thể là vài tháng sau, mới có được một lô. Cái hàng bãi này thì cũng không hứa trước với các bác anh em được. Vâng, và các anh em, vâng, đây là hàng bãi xịn. Vâng, hàng bãi thì bao giờ cũng được người ta bên các nước, bên nước ngoài người ta treo, loa những cái vết hằn của những giá treo, nó được hằn lên trên loa, trên vỏ loa, vỏ thùng. Vâng, đến đây trung tâm điện tử Tám Hoa cũng làm một video giới thiệu ngắn để thông báo đến toàn thể các bác và các anh em. Và bên trung tâm cũng luôn gửi lời chúc đến toàn thể các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và đến đây trung tâm cũng xin thân ái chào tạm biệt toàn thể các bác và các anh em tại đây. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại.